Đây là xá xíu. Trời ơi, bánh mì xá xíu. Nhớ cho tôi một lát xá xíu thử coi ngon không. Ủa, xá xíu là em làm hủ tiếu hả? Ok. Đi bên ngồi đây nha, mẹ đi qua mẹ lấy cà phê nha. Lấy xe kìa, rồi xong rồi lấy hàng thứ. Dạ. Bà ca sĩ hai chồng bà bán dễ thương lắm. Em mua nhiêu đây? Nhiều người Úc dễ thương, nhiều người kỳ cục lắm. 100 đô một xe luôn á. Phải có cái bánh nó mới lên. Dạ, chị mua theo cái đó mà chị. Rồi ăn hộp vịt lộn đã luôn á. Nhưng mà chị trong trong chậu chứ không cần đâu. Trong chậu Rồi giấy cam đâu, tự nhiên cây xoài có hoa vậy? cây xoài không biết là mùa này có hoa bao nhiêu chứ. Organic nhà rau nguyên nước trồng organic không ạ? Nó cũng mọc mọc lên như hành vậy đó. Cái này là trồng rất là tốt, cái cô là uống rất là tốt, với lại làm cái mặt đó để trồng nhiều đó. Rồi cái rau răm nó đã gì đâu, hôm nay ăn hộp vịt lộn lên chợ, lên chợ in nó làm một hộp vịt lộn về ăn. Sáng nào chị cũng muốn nghệ hết trơn. Lâu rồi chị mới uống thôi, giống như uống với là dạ. xả, nấu xả uống nó đủ. Sáng nào chị cũng uống. Vô cái vườn nhãn nhỏ này thơm quá. Trời ơi sao cam kìa. Cam đã không? Đã quá. Vậy đó em cắt nó lên bây giờ nhiều bơ sao, sao em trồng bơ đi, bơ mắc quá à. Nó không trồng bơ, trồng bơ lâu lắm. Bơ kìa mọc quá trời kìa. Dục. Trời ơi cam kìa nó rớt. Cây này hạt chia nè chị, dục hạt chia nó lên đẹp chứ. Ừ. Nhỏ này có tay trồng quá à. Nó có tay chồng hoa đủ rồi. Chị đi qua bên đó. Hồi xưa á, lúc mà chị vô mặt lây á, có một hai người Việt à,